Vụ khách hàng Vê Băng Bảo Lộc, ông nợ, giao công an điều tra. Liên quan vụ khách hàng Vê Băng Bảo Lộc, ông nợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao công an điều tra xử lý các đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt tiền giải ngân của khách hàng. Ngày 13 tháng 7, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Bảo Lộc, Vê Băng Bảo Lộc. Báo cáo kết quả trước ngày 21 tháng 7. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an thành phố Bảo Lộc triển khai kịp thời các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, điều tra, xác minh xử lý các nghi can có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khách hàng theo quy định. Khách hàng bức xúc phản ánh trước Vê Băng Bảo Lộc ngày 6 tháng 7. Như thanh niên đã thông tin, ngày 6 tháng 7, nhiều khách hàng của Vê Băng Bảo Lộc đến trụ sở chi nhánh này giăng băng rôn, khẩu hiệu đòi quyền lợi. Theo khách hàng, họ ký kết hợp đồng vay tiền thế chấp nhưng không được giải ngân đầy đủ và phải đóng tiền lãi rồi bị đẩy vào nợ xấu. Thông tin ban đầu, có 18 khách hàng do chuyên viên khách hàng TMC, Vê Băng Bảo Lộc, thực hiện công tác cho vay và quản lý có dấu hiệu câu kết với khách hàng làm sai lệch hồ sơ vay vốn, phương án vay vốn, hồ sơ tài chính nhằm chiếm đoạt số tiền do ngân hàng giải ngân cho khách hàng. Sự việc cho vay này xảy ra vào khoảng tháng 3 năm 2023 trở về trước, tháng 4 năm 2023, ông C đã bị sa thải. Tổng dư nợ khách hàng của Vê Băng Bảo Lộc phản ánh hơn 33,4 tỷ đồng, nhưng tổng số tiền khách hàng chưa nhận được lên đến hơn 12,8 tỷ đồng.